Tại khu vực giao nhau thuộc ngã tư đường Lê Lợi và Đài Cổ Việt, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra nhiều các vụ va chạm giao thông, khiến nhiều người bị thương, đã có một người dân thiệt mạng do tai nạn giao thông. Điểm đen về tai nạn giao thông nói trên đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân địa phương. Đoạn đường này thì là khuất, nó rất nguy hiểm và tôi đã chứng kiến được 2 vụ tai nạn ở đây rồi. Nên khi nào tôi qua đây tôi phải giảm tốc độ tối đa, quan sát thật kỹ khi qua đường. Thực tế cho thấy các điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà đều hình thành tại các vị trí, các điểm giao tại các ngã ba, ngã tư, nơi có mật độ người tham gia giao thông cao nhưng lại không có đèn tín hiệu giao thông hoặc không có biển cảnh báo nguy hiểm. Mặt khác, do tuyến đường thường rất rộng nên các phương tiện qua lại thường di chuyển với tốc độ cao, nếu không chú ý quan sát, rất dễ xảy ra tai nạn. Một số khu vực điểm đen liên tục xảy ra tai nạn giao thông có thể kể ra như ngã tư đường Lê Lợi, Đài Cổ Việt, khu vực đường Trần Bình Trọng, Lê Thánh Tông, đường Lý Thường Kiệt giao với quốc lộ 1. Mong muốn ở đây là phải lắp đặt một hệ thống đèn xanh đèn đỏ, tín hiệu để chia đường cho người dân biết mà đi, chứ ngã tư này quá rộng mà tham gia giao thông là hỗn hợp, đùng va chạm nhau là một. Hai là cũng có cái yêu cầu bên là có cái hệ thống đèn đường, với đấy là có đường có giải phân cách ở giữa, là có như không nở láo lẹt nó nhiều người họ đi là người là họ tự nhiên họ đâm vào giải phân cách vì không có đèn đường, đó là sẽ đến tai nạn. Việc phát triển nhanh chóng các hệ thống giao thông đường bộ sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, với những khu vực chưa hoàn thiện đồng bộ sẽ nảy sinh những bất cập về giao thông và trở thành điểm đen về tai nạn giao thông. Đây là vấn đề chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm có các giải pháp hiệu quả nhằm sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.